Chào tất cả các bạn và anh em đến kênh YouTube Tăng Vinh của em ha. Kênh của em là chuyên thanh lý, mua bán, trao đổi tất cả thiết bị âm thanh và sóng và kẹo kéo. Và có cái thâu mua và nhạc của anh em ở gần xa ha. Địa chỉ của em là ở Ninh Thới, Cầu Kè, Trà Vinh. Số điện thoại là 078 79 79 286. Anh em có cần mua món hàng nào thì cứ alo số điện thoại giùm em ha. Hôm nay thì em sẽ gả hai cặp quả tiễn 30 neo ra cho anh em ha. Và bán lẻ. À, thì hôm nay thì em sẽ đây chép neo 8 ôm 450 của hãng Biren này nè. Rồi một cặp em bán chỉ là củ chép thôi nha anh em, nói rõ ha. Còn họng này là họng quả tiễn trên cái dàn quả tiễn nha, không có kèm chung nha anh em. Đó, một cặp chép 450 neo thì hiện tại em bán cho anh em giá là 1 triệu đồng nha, 450 neo của hãng Biren vậy nè. Em đây em còn hiện tại là hai cặp 450 neo ha. Giá là 1 triệu một cặp. Và tiếp theo thì em lại còn một cặp neo 850 nha anh em. Neo 850 của GCF ha. Neo 850 giá là 1 triệu 8 một cặp nha anh em. Em còn một cặp duy nhất ha, một cặp GCF neo 850 giá là 1 triệu 8. Và đây là một cặp cặp chép 850 giá là 1 triệu 2 một cặp ha, đít nhôm đây ha, của hãng Martin. Rồi đít này là đít nhôm nha anh em, 1 triệu 2 một cặp nha, chép 850. Và đây là một cặp phân tầng ha, một cặp phân tầng này thì em bán cho anh em giá là 500k, phân tầng full đôi nha, phân tầng full đôi nha. Một cặp thì em bán cho anh em giá là 500k, cặp phân tầng full đôi, phân tầng full đôi 500k. Và đây là lo neo nha anh em, lo neo 30 con 75 ha. Lỗ mũi thì do là gắn vô cái lo của lo neo á, thì lo của quả tiễn anh em thì nó bị người ta sẽ ấn vào cho nó móp vậy ha. Hiện tại thì có hai cặp đều zin, tất cả đều zin nha. Nhưng mà con này thì có lai duy nhất cái nút nè, lai cái nút thôi, lo thì zin hết. Anh em mà cần dán mũi khác thì em dán mũi khác là cho anh em ha. Mũi gắn vô lo quả tiễn ha, bắt neo đồng bộ là zin hết nha. Dán mũi thì em dán mũi cho anh em nha, lo zin, lo 30 neo. Rồi em bán cho anh em với một cặp này với giá là 2 triệu 2 ha, 30 neo zin. Và đây đâu cũng là một cặp 30 neo quả tiễn nha, là quả tiễn. Cái loại này thì nó không có ấn mũi nhưng mà người ta sẽ đổi cái mũi ra, nó rất là nhìn không thẩm mỹ mấy, lo zin đó. Rồi một cặp này em bán cho anh em giá là cũng là 2 triệu 2 ha, 2 triệu 2 một cặp. Đây đây là một cặp và đây là 30 neo cũng là zin nha, lo zin 30 neo, giá cũng là 2 triệu 2 ha. Cái này thì có bị cắn nhẹ chỗ này nha anh em, ngay tay em ha, đồng giá là 2 triệu 2 một cặp hết. Nên em lấy cặp nào thì báo giá em sẽ báo cho anh em nha. Và vỏ, vỏ quả tiễn thì một cặp hai chép và một cặp một chép. Một cặp một chép thì còn khoảng 85% ha, còn một cặp hai chép thì là mới khoảng 95%. Cặp hai chép này em bán cho anh em với giá là 3 triệu 2 một cặp vỏ quả tiễn hai chép nha, 3 triệu 2 mới 95%. Còn một cặp một chép này thì hơi cũ hơn, anh em bán cho anh em với giá là 2 triệu 8 nha, 30 đôi quả tiễn. Xúc đôi thì đây, xúc đôi em còn một cặp ha, AGAY 30 màu vàng của mẫu của CAF. AGAY 40 thì đây em còn một cặp AGAY 40 3 chân, mẫu lo kéo thành phẩm thì đây em có cặp một cái lo kéo 50 nha anh em, 50 anh em cần thì liên hệ giùm em ha. Để em quay sơ lược qua cho anh em xem. Và đây thì em có về một mẫu giang cơ mới nha, giang cơ GBL, mẫu nó là K9, hàng mới. Đây delay, đây là có refit FX chống hú nè, và chống hú ha. Giang cơ mà giá là hàng mới mà giá là rất là hợp lý nha anh em.
Hàng mới có ngõ Artico ha, kết nối với TV nè. Hàng mới mà giá 1 triệu đồng. Em còn khoảng 20 bộ mới nhập về, hàng mới nha anh em. Còn mà anh em thợ nào lấy thì có sẽ có cái giá rất là tốt nha. 1 triệu đồng. Đây. Một cây giang cơ JBL đó, mẫu nó thì đây hộp. Hàng mới nha anh em. Đó. Em về được 20 bộ như thế này. Anh em thợ lấy thì alo giùm em ha. Và đây là một cái vỏ quả tiễn 42 chép nha, 42 chép. Anh em cần thì liên hệ giùm em ha. Bát trong này thì em chưa có tháo ra. Bát của BD gì nè, chưa tháo. Nhưng mà em đang mua vỏ thì em bán vỏ nha, 3,2 triệu một cặp. Và đây là một cái mẫu lò kéo 30. Anh em cần gáp có men có đồ vô thì em gáp nha. 30 lo 30. Mẫu này thì em dự định gáp giá nó thành phẩm khoảng tầm 6 triệu đồng ha, xài men, xài giang và micro không dây ha. Giá thì nó có 6 triệu thôi. Anh em chiều nay em sẽ gáp vô rồi em quay qua cái kênh tăng cầu kè chị Vinh cho anh em xem ha. Cấu hình rất là rẻ. Rồi em còn một cái súp lẻ B3. Cái súp lẻ B3 nha anh em. Đây, cái súp lẻ thành phẩm nha. Giá là 1,8 triệu, súp lẻ B3. Cũng khá là ok ha. Và vỏ đơn 40 thì em đây em còn cái mẫu 1 triệu đồng nha anh em. Dán ép, vỏ sơn, giá 1 triệu nha. Và đây là cái mẫu dán ép vỏ sơn nha. Vỏ sơn lưới đầy đủ, họng đầy đủ. Một cái lẻ thì em bán cho anh em với giá là 500k ha. Vỏ sơn. Còn mẫu AGI 30 thì em cũng còn hai cặp bên kia, giá 1 triệu 9 một cặp nha anh em. Và quay qua hôm nay thì em sẽ xả mấy cái lò ve chai cho anh em ha. Em không có thời gian gửi thợ làm nha. Đây lò ve chai. Lò JBL 30. Từ 220 con 100. Còn sống nha. Lò này là lò zin nè. Em nhắn cho anh em xem nha, không có cọ gẹt gì nha. Nhưng mà cái sườn do vận chuyển nè, em bỏ bên đây nè, nó hơi bị cong nè. Cong nhẹ, 500 một cái nha anh em. Lo 30 từ 220 con 100, JBL 300 một cái lẻ ha. Rồi đây là một cái bát. Bát này thì chết con nha anh em, từ 220 con 100. Bát này là bát chết con nha. Bán cho anh em với giá là 700k ha. 700k về anh em thay con nha. Và đây là một cặp bi quay bãi nha. Đây có thun nè, cặp 50 đó, một cặp 50 mà bị gách màng. Bán cho anh em với giá là 1,1 triệu nha. Cái này còn sống nè, nhưng mà hơi cọ con nè. Bi quay em lấy đồ cái bi quay nè. Đây bi quay xịn nha. Bi quay có thun bọc từ luôn đây, nó chữ bi quay đây. 1,1 triệu một cặp. Là hàng thì nó cọ nha, một cái gách màng đó. Bán anh em giá là 1,1 triệu. Vậy anh em thay màng gì thay ha. Đồ thì em khá là nhiều đây. Chuẩn bị em sẽ lên cái lo kéo này. Và một cái súp điện nha anh em. Súp điện 30 thành phẩm. Đây súp điện thì em bán anh em giá là 1,7 triệu nha. Một cái súp điện 30. Và một cái nguồn của men nặng 13 kg nha. Nguồn tăng phô đồng bao sống nha. Giá là 1 triệu ha. Anh Thành lấy mấy cái đồ đặt giặt cho hết. Rồi đây cái lo kéo thành phẩm em đã lên xong ha. Anh em cần lo kéo thì alo giùm em nha. Quay qua phần men. Men thì em còn khá là nhiều men nha anh em. Đây em sẽ quay cho anh em xem ha. Một con GHS 7200 của hãng GHS nha. Tăng phô zin, tụ zin. Giá là 2,8 triệu một con ha, GHS. Và đây là một con 2,500 ha. Omaton BS 450. Để em quay cho thắt nha. Con này thì 32 sò. Giá là 2,4 triệu đi anh em. 2,4 triệu nha.
Omaton. Chạy là 2, 4, 6, 8, 16 tụ nha. Màu khác thì cũng khá là ok ha. Quýnh một cặp 40, con 75 thì ok ha. 40, 75, con 100 thì quýnh được sức. Và một con men 7. Men thì em cũng còn khá nhiều vậy nha. Men 7 Go T800. Con này thì đánh full đôi sub két vô tư nha, tặng phô 20, size 3U ha. Ngoài đây thì em còn một cây men AV 7500. Chạy là 52 sò. Tăng phô to ha. Con này thì bán giá anh em rất là hợp lý, 2.9 triệu, 52 sò mà giá chỉ có 2.9 triệu nha anh em. Đánh full đôi vô tư ha. AV. Và đây là một cái con men chiên súp. Nó chỉ có một kênh thôi nha anh em. Men chiên súp. Chạy 12 sò. Nó có mặt cắt súp sẵn luôn ha. Xài gia đình khá là ok, giá là 1.5 triệu nha anh em. LH. Đây là một cây chiên súp bãi nha. Và đây là một con CA 4.500, tăng phô 25 vuông nha. Khuôn đôi ok. Rồi con này giá là hôm nay em bán cho anh em giá là 2.3 triệu, tăng phô 25, nặng khoảng gần 40 kg nha. Có cái mặt nó hơi xấu, 2.3 triệu ha, giảm sập sàn cho anh em nha. Và tiếp theo thì em còn một cây D8. D8 800W một kênh. Mặt 2.8 triệu một con nha. Và một con 1.8 triệu đây, một con GHS 24 sò 12 tụ. Quýnh một cặp con 100 thì dư sức nha anh em. Giá chỉ có 1.8 triệu. Có cái là tại mặt nó hơi xấu nha. Và một con Cred Audio này, giá này thì lúc này thì anh em lấy mấy con này giá hợp lý ha. Hôm nay thì em bán cho anh em 4.5 triệu, 52 sò của Cred Audio ha. Còn men 24 sò và men 32 sò tăng phô nhỏ thì đây, một con 1.8 triệu, 24 sò đẹp keng không, chỉ có 2 triệu đồng thôi ha. Rồi em quay qua phần giang, giang và mixer và bát lẻ. Bát lẻ thì em còn khá nhiều anh em. Đây em còn một cặp PM cái gì USA đây ha, từ 220 con 100, có làm con rồi ha, giá là 1.8 triệu một cặp. Hoặc cặp DC 40 từ 220 con 100, hôm nay bán là 1.7 triệu một cặp nha, có làm con rồi, không rột rẹt. Và đây là em còn một cặp Nestle. Đây có series luôn ha. 339742. Nestle tem vàng. Từ 220 con 100, đây đích màu trắng. Đó, đẹp không? Đã có làm con rồi, hoạt động hoàn hảo, giá là 2 triệu đồng nha anh em. Bass 40 ha. Bass tên là bass 40 nha. Đánh full được, đánh súp được nha anh em. Và quay qua phần cót và lọc. Đây là một cái cốt em bán giùm cho chú nha, Yamaha DSB 100, giá là 700k ha. Và em có đôi liều muốn nói với anh em như thế này. Anh em mua hàng bên em thì biết rồi, hôm qua thì có cái chú vô bình luận là nói mua con lọc ắc lì bên em, rất là thất vọng. Em làm ăn sao đó, nhưng mà em phải nói với chú thế này. Là chú có điện thoại cho em, báo là con man chú nhận 7 ngày, chú chưa có test. Thì em bao chú làm hoạt động những ngày đầu ha. Còn những ngày sau thì em không chịu trách nhiệm. Nhưng mà em nói với chú như thế này, em nói á, nếu mà man cái cây lọc của chú á, nó có lỗi á, thì chú gửi về đây con xử lý cho, rồi con gửi lại cho chú. Rồi xong hoặc là chú sửa đi, bao nhiêu tiền em sẽ trả lại cho chú. Rồi bây giờ chú lên chú nói em làm ăn gì sống nhăn gì đó không biết. Em cũng quên rồi, em đọc bình luận mà em cũng quên ha. Nhưng mà chú suy nghĩ lại giùm em, chú coi kỹ cái video mà cái lời chú nói á, là em có nói gõ chú là chú sửa đi em sẽ trả phí, hoặc là chú sẽ gửi về đây em sửa cho chú ha. Em nói vậy thì ok rồi, cái còn vụ mà vận chuyển thì nó có trục trặc nhẹ thì em cũng làm sao mà em giải quyết được. Không lẽ em có một cây lọc mà em lại đi chạy lên tới Cần Thơ em đi sửa cho chú. Chú thông cảm những người đó mà em ha. Anh em mua hàng bên em thì biết ha, hàng lỗi thì anh em có quyền trả lại, hoặc là gửi lại em sẽ sửa cho anh em, hoặc là anh em sửa em sẽ trả phí nha. Rồi, hôm nay em nói hơi nhiều rồi nè. Một cây 223XL, cây cốt 2 quay 3 quay ha, giá là 700k một cây.
còn 226 Comester của DBX giá cũng là 700k một cây, 223 là 600k nha, xài ngắt 6 ly. GS836 500k của Nanomax nha anh em, có thì em còn khá nhiều, anh em cần chụp nội thất thì em sẽ tháo nội thất, tháo gục ra chụp cho anh em xem ha. Giang cơ lây số thì đây, giang cơ lây số mà giá chỉ có 1 triệu đồng ha. Và tiếp theo thì em còn một cây Cod Dot, Dot này là Dot của Mỹ nha, giá là 900k ha. Và một cây EV USA, con này thì là sản xuất ở Taiwan nha em, Ecoray, giá là 1,3 triệu nha, của hãng EV. Tiếp theo thì em còn hai cây giang cơ lai số và một cây giang số ha. DK King 8000, lúc trước nhiều anh em hỏi lắm, những cái này giá chỉ có 1 triệu đồng thôi ha. Và một cây chi bát, giang số chi bát ha, chi bát 6 ao mà giá 1,5 triệu nha. Qua phần nâng tiếng thì đây, em còn một cây nâng tiếng Busa giá 700k ha. Nâng tiếng Busa. K lọc xì thì em còn một cây Idol 100 nè, ủa cây nâng tiếng Idol 100 giá là hôm nay bán cho em 600k, mặt nó hơi xấu xấu một tí nha, 600k. Một cây X3 giá là 1,6 triệu nha nè, X3 hàng hai nguồn nha, em để ra riêng đây. Rồi một cây Busa giang cơ, giang cơ Busa toàn bộ chỉnh cơ hết, anh em rất là dễ sử dụng nha. Rồi hôm nay em bán cái này cho anh em giá là 900k cho một cây Busa, một cây quản lý nguồn, một quản lý nguồn của DBX, mã của nó là 1029, giá là 1,1 triệu nha. Và một cây DK 9000, DK 9000 nha, lọc xì. Qua phần lọc xì thì em còn được một cây 231S giá là 700k, một cây 231 cũng là 700k nha. Đây lọc xì, lọc xì này nhiều kỷ niệm lắm nha. B-Way 231 Made in China xuất Mỹ nha. Rồi cái này bán anh em giá là 1,2 triệu và một cây B-Way feedback chống hú, feedback đây, feedback chống hú cũng là 1,2 triệu, 215 của hãng B-Way nha. Quay qua phần loa và bằng mixer nha. Lo thì đây, em còn một cặp JBL từ 220 con 100. Đây, phát đẹp. Ken giá là 2,2 triệu anh em. Mới khoảng đẹp khoảng 90% nha. Bát zin. JBL 2,2 triệu và một cặp bát này thì nó có làm con rồi, 1,5 triệu nha. Màn đẹp. Và một cặp đây, một cặp bát 40 từ 190 con 75, một cái zin một cái làm con, bán cho anh em giá là cũng là 1,5 triệu luôn nha. 1,5 triệu. Một cặp GCF. GCF thì có một cái zin một cái lại làm con. Một cái zin một cái làm con. Để đây bụi quá nè. Là giá là 2 triệu đồng ha. Bát 40 từ 220 con 100. Và đây là một cặp bát 40 từ 220 con 100, giá của nó là 1,8 triệu nha nè. 1,8 triệu một cặp bát 40 từ 220 con 100. Một cặp bát Eminem từ 220 con 100, bát 40 nha, giá là 2 triệu đồng, có làm con rồi, hoạt động hoàn hảo. Bát GCF Gin để em còn một cặp, một cái lẻ đi, một cái lẻ hôm nay bán em giá là 1,3 triệu, mã của nó là LF18G400, 1,3 triệu nha nè. Màn mụn đẹp, màn đẹp nha. Còn một cặp GCF Gin tích lồi giá là 2,7 triệu, anh em cần liên hệ giùm em ha. Bát ta làm con rồi thì đây, 2,2 triệu một cặp bát bãi nha, còn quanh quanh mấy cặp. Mixer thì em còn được 4 cái mixer nè.
đây, một bốn cái mixer, một cái mixer 804 giá là 700, 804 FX giá cũng là 800k, cái này đẹp hơn. Và một cái Mackie, đây Mackie xài điện 110 nha anh em, Mackie 24.4. anh em cần liên hệ giùm em nha, bàn này để anh em đánh bàn rất là ok nha. Còn lại để em quay cái mặt sau nó cho anh em xem. Đó. Mackie hàng của USA nha, 24.4. Và em còn duy nhất một cái cây so gáp 12-2 mạch vàng nha. Cây này cây mạch vàng, lai số 12 nhỏ, giá là 1.8 triệu. Anh em cần thì liên hệ giùm em nha. Cuối video thì em cho em subscribe, đăng ký. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha.